kết vòng thử thách của gió và lửa. Hiện nay team dẫn đầu thắng một vòng gió và thắng một vòng lửa, đó là team Kay Trần với 4 điểm. Và xin chúc mừng team Kay Trần bảo toàn lực lượng. Chúc mừng các bạn. Kay có muốn nói gì về đồng đội của mình không ạ? Bây giờ em nói không được nữa, em làm thơ được không ạ? Như cũ ơi ạ, hôm nay trời xanh nắng vàng, Kay đã bảo toàn cả team. Thiếu hai chữ. Anh Thành giúp em. Trời xanh nắng vàng, sau phần thi đấu bảo toàn cả team. À, cảm ơn anh. Dạ. Là đội đã chiến thắng một lần ở vòng lửa được 3 điểm. Chúc mừng team Bảo Anh. Và hai đội còn lại, V3 là đội của Trọng Hiếu, thắng được một vòng gió 1 điểm. Team Chi Pu thì không ghi được điểm ở vòng tứ kết 2 này. Với vai trò là một đội trưởng thì chị muốn gửi một lời xin lỗi đến team Chi Pu vì đã không thể dẫn dắt các bạn thắng bất kỳ vòng nào. Và bây giờ Captain Bảo Anh đưa ra quyết định về những tuyển thủ sẽ phải dừng lại ở vòng thi này. Xin lỗi anh CK. Xin lỗi Hổ vì không giữ em tiếp. Bon lại phải nói lời xin lỗi với Ticket. Xin lỗi Jean. TF em xin lỗi anh ạ. Vâng, em xin chào tất cả mọi người. Em tên là Phạm Thành ạ, aka Tiki. Em đến từ Đà Nẵng ạ, Blue Crew. Thực sự thì trước khi em đi chương trình này, mục đích của em cũng chỉ là muốn xa đao đến Đà Nẵng của em. Đó là nơi địa phương em sinh ra. Đó có người anh em của em, đó là Hộ. Mình là Hoa Đức Công, nghệ danh là CK Animation. Thực ra thì mình đến đây không phải để khẳng định, bởi vì là mình đã nhảy mười mấy năm rồi. Tất cả những quãng đường mình khẳng định, mình đã làm, mình đã chiến thắng và mình đã thua rất là nhiều. Nhưng mà cái quan trọng nhất ở đây đấy là gì? Mình được làm việc với tất cả mọi người chuyên nghiệp, cực kỳ chuyên nghiệp. Tất cả khán giả ở đây đến giờ phút này mọi người đã hiểu về Street Dance chưa ạ? Tất nhiên ạ. Bảo Anh. Đấy. Sao ạ? Mình quá lời rồi. Lấy được vợ này. Tới phút cuối cùng anh vẫn ôm anh CK và khóc như một đứa trẻ. Lúc đó mình nghĩ tới cái việc là các anh em sẽ về Hà Nội. Nói chung là mau nước mắt á mà. Mọi người khóc vì những thứ mà mọi người đã trải qua cùng nhau. Khoảnh khắc đấy chúng ta phải tạm biệt để đến với những hành trình mới. Bọn mình đã sống cùng nhà với nhau, quá nhiều tình cảm. Cảm ơn chương trình đã cho mình có cơ hội có thêm những người anh em, có thêm những người bạn. Mời Small Tiger. Em là Small Tiger, Dental Arts and Group 43, DNC represent, Missile represent. Đi được tới đây thì giờ em cũng không còn gì để tiếc nữa. Thật ra là cuộc hành trình này nó cho em đủ nhiều trải nghiệm rồi. Em có rất là nhiều bạn mới, có gia đình mới, right? Và cảm ơn những cái bữa cơm của anh Sae Hai, những bài học của anh Sikai, của anh Phương. Em sẽ nhớ những cái đó rất là nhiều. Ăn chung, ngủ chung, cười, khóc cùng nhau. Đấy là những cái kỷ niệm rất là đẹp mà mọi người muốn nó sẽ kéo dài mãi. Chúng ta cứ vui vẻ chào nhau rồi về thôi. Em phải dừng lại ở đây rồi thì chắc là không ai rửa chén mọi người đâu. Em tên là Jean. Em đến từ Game On Crew. Thật ra thì khi đến với chương trình đó, thì em đã chuẩn bị một cái tâm lý là mình đến đây để nhảy hết mình, cống hiến và cháy cho chính bản thân mình, cộng đồng của mình và những người thân bên cạnh mình nữa. Quán quân hay không với em không quan trọng. Quan trọng là em đã làm hết mình ở trên cái sân khấu này và cháy hết mình cho cả cộng đồng của em. Jin là một cô bé rất là tình cảm. Jin thấy Bon quá căng thẳng và quá stress, Jin có mua cái sticker mà hình mặt cười rồi, Jin dán đầy lên người của anh hết. Jin bảo là vui vẻ lên chị ơi, vui vẻ lên. Thực ra thì trước đấy em đã nghĩ đến cái cảnh là mình sẽ dừng bước ở thời điểm nào. Cho đến hiện tại thì cảm giác của em hiện giờ nó đang rất là hạnh phúc. Xin được gửi gắm đến tất cả các anh em còn đi tiếp vòng sau. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để cho mọi người biết Street Dance Việt Nam là những ai, và để họ biết rằng chúng ta giỏi như thế nào. Và cái mục tiêu quan trọng nhất đấy là chúng ta phải làm sao để có Street Dance mùa 2, mùa 3, mùa 4, mùa 5. Mình dừng ở đây là vừa đủ khi mà mình đã trọn vẹn cái cảm xúc. Hơi tiếc vòng trong là không còn anh em popping nào trụ lại nữa, nên là cũng mong là các bạn khán giả hãy luôn nhớ đến popping như là một thể loại cực kỳ quan trọng trong street dance, và hãy luôn tôn trọng tất cả mọi thể loại như nhau. Những cái anh lớn như là CK hay là anh Phương không phải là tới đây để chiến thắng. Những người anh đấy họ là những tượng đài đã và đang truyền lửa cho những thế hệ sau. Shout out for team Bảo Anh. Chúc mừng ba tuyển thủ sẽ bước vào vòng trong: Nega, Sonic Boom và C2Lo. Xin mời Trọng Hiếu. Rất trân trọng và rất là xin cảm ơn rất là nhiều Sukiya Parkawa, Tama. So much respect, Bieber 2. Xin chúc mừng Hoàng Đại và Mini Phantom là hai tuyển thủ sẽ ở lại với chương trình. Mình là Duki, đến từ nhóm Last Five Crew ạ. Cái chặng đường cảm xúc của em ở trong cái chương trình này đã có đầy đủ. Cái vòng đầu được đấu battle 33 cùng với anh Trọng Hiếu. Sau đó là một màn battle 11 cùng với cả Small Tiger. Và đứng cùng sân khấu với tất cả mọi người ở đây, nhảy những bài sâu cây mà em phải rơi cả nước mắt khi mà nhảy xong. Tại thời điểm đấy, sứ mệnh của mình đã kết thúc trong chương trình này. Nhưng mà không phải là tất cả, vì cuộc chơi của mình cũng như là sân chơi của mình là ở ngoài thế giới kia. Thực ra có một cái kỳ vọng lớn nhất, người nhà mình là quán quân rồi, đó là Mr. Quốc Tít. Em chào mọi người ạ, em là Hoa Cầu aka Mr. Nassau from Binassau Beetle Crew. Anh em trông mặt có vẻ buồn nhỉ? Em nghĩ mọi người không nên buồn cho bọn em mà nên thấy vui cho bọn em, bởi vì từ ngày mai là bọn em là những người được ngủ chảy thây chảy xác à. Người mà được chọn mới là những người mà phải cày nát mông nát thịt ở cái sàn đấu này, cho nên là anh em hãy cố lên nhá. Và em gửi cảm ơn đến anh Đại. Thực ra cái lý do em vào team anh Trọng Hiếu ấy không phải vì anh Trọng Hiếu, mà em đã nói ngay từ đầu em vào team của anh bởi vì em muốn nhảy với anh Đại. Em hạnh phúc vì có được điều đấy. Ở nhà chung em còn được ngủ chung với anh Đại nữa. Tôi thấy sau chương trình có vẻ đàn ông họ yêu thương nhau nhiều hơn nhỉ. Em chào mọi người, em là Tama, em from SAT. Em đến đây với một tinh thần học hỏi, và thật sự là em đã học hỏi được rất là nhiều thứ. Cũng nhờ cái chương trình này mà em biết là bố em có một cái suy nghĩ tích cực hơn về em. Là em đã biết được cái đấy từ bạn em. Thế là bố em rất là tự hào về em, nên là em cảm ơn chương trình. Và... Đối với Tama là một người đến để học hỏi và muốn xem là thực lực của Tama đang ở đâu trong cái cộng đồng nhảy. Top 28 đối với Tama là một sự yêu ái rất là nhiều. Thực ra thì mọi người đều nói với Tama là đừng có tự tin như thế. Tama nghĩ là Tama nên tin tưởng vào cái câu nói đấy và Tama nên tự tin về mình hơn nữa. Bố ơi, con lên tivi đủ rồi, về con về ấy. Mình là Bboy Raw 2 đến từ Pixel Crew và mình là một người miền Tây. Thì cũng không có cái gì ngoài những lời cảm ơn đến với ban tổ chức, đến với các anh em trong team của mình. Và sau đó cho anh Trọng Hiếu. Anh xin hết. Hoàng Đại và Mini Phantom sẽ là hai tuyển thủ bước tiếp vào vòng trong. Cùng với team Trọng Hiếu xin chúc mừng. Đây là phần công bố kết quả của team Chi Pu. Cảm ơn những nỗ lực của Hoàng Âu. Hey. Let's go, let's go, hey. Let's go, let's go, oh, hey, hey. Tiếp theo là cảm ơn Demon. Cảm ơn anh Kirby. Cảm ơn tất cả những gì em đã làm cho đồng đội từ Melo. Em cảm ơn anh MC Bảo. Mà khi còn 3 người là còn Sae Hai, Đăng Quân và Sơn Lương thì lúc đấy trong đầu mình nghĩ thì kết quả sẽ là người thứ 6 là Sơn Lương. Chị xin lỗi Đăng Quân. Xin chúc mừng Sae Hai và Sơn Lương đã lại với chương trình. Mình là MC Bắc đến từ Xcloud Crew. Xin cảm ơn tất cả những anh em ở đây. Là chúng ta đã có cái khoảng thời gian làm việc với nhau. Yes. Cảm ơn Chi Pu, người lúc nào cũng lo lắng cho tất cả mọi người, đến từng ly từng tí, tất cả mọi thứ, ăn uống, everything. Cảm ơn tất cả những con người đang đứng ở đây. Mình rất hãnh diện khi đứng trên cùng sân khấu này với tất cả anh em. Tên là Tường Milo. Em ở S4 Crew. Em muốn cảm ơn chương trình Street Dance Việt Nam bởi vì đã cho tất cả anh em ở đây một cơ hội để đến đây thể hiện mình. Và Street Dance Việt Nam giống như ở một cái trạm cảm xúc ấy. Thực sự đến đây em trải qua rất nhiều cảm xúc vui, buồn, lẫn lộn và có cả tình yêu. Nếu như yêu anh em là sai thì em nguyện không bao giờ đúng. Wow. Em lại chào các thầy ạ. Em là Hoàng Âu đến từ Hưng Yên ạ. Em represent cho Hưng Yên. Thắng thì làm vua, thua thì làm hustle. Chắc là năm sau em phục thù thôi. Cảm ơn ạ. Cảm ơn ban tổ chức ạ. Cảm ơn mọi người. Em là Đăng Quân ạ. Lời đầu tiên em nghĩ là em sẽ phải cảm ơn chương trình Street Dance Việt Nam. Vì ở đây em đã có những cái cảm xúc, những cái khoảnh khắc, có những cái kỷ niệm với tất cả các anh em ở trong team của em. Em không thấy buồn bởi vì là em đã làm được cái mục đích của em. Tại vì khi mà em đến đây thì cái mục đích của em là em muốn được đứng trên sân khấu, được thể hiện những cái gì được gọi là Đăng Quân. Yeah. Anh em ơi, anh em khỏe không nhở? Khỏe. Yeah. Mình là Vũ Trung Thu, mọi người gọi là Kirby, đến từ nhóm Low Rider Crew. Thì em xin hẹn chương trình là năm sau em quay lại. Thế thôi ạ. Xin chào. Yeah. Vâng, Zia cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng bọn em và đã cùng nhau trải qua những thăng trầm, những cái kỷ niệm. Em đến đặt mục tiêu đến đây là em vào chung kết, nhưng mà khi mà em gặp anh em ở đây thì em thấy nhận ra là em cần có nhiều cái em phải học nhiều hơn nữa từ tất cả mọi người ở đây. Tiếp theo em muốn cảm ơn anh Tiesta, một người thầy của em. Nếu mà không có anh Tiesta thì không có em bây giờ. Oh. Shout out for team Chi Pu. Quý vị có thấy nó hơi thiếu gì không ạ? Chúng ta vẫn còn nợ Trọng Hiếu một món quà, vì phần showcase đầu chương trình team Trọng Hiếu đã thắng đúng không ạ? Đó là một món quà hồi sinh. Xin mời tất cả thành viên của team Trọng Hiếu, kể cả vòng nước, trở lại sân khấu. Mình thấy đội mình là một đội khá là đoàn kết ngay từ những lúc đầu gặp nhau luôn. Kể cả việc luyện tập cũng như là cái việc sinh hoạt bên ngoài thì anh em khá là hợp nhau. Cho tới lúc mà nhận được cái món quà bí mật đó rồi thì em mới thấy được cái năng lực và năng lượng của đồng đội là như thế nào, thấy được cái tính chất đồng đội nó tốt như thế nào. Tôi xin phép hồi sinh lại bạn tuyển thủ. Bieber 2. Welcome back, Bboy Raw 2. Welcome back, man. Lúc đó là một cảm xúc nó thật sự luôn. Wow, mừng đi. Mình đã nói là mình không khóc nữa, nhưng mà khi mà anh Trọng Hiếu chọn anh là mình phải mình không còn nén được nữa, là mình ngay cũng đó là mình khóc. Hiếu chọn Bboy Raw 2 để hồi sinh tại vì là ông ấy rất là mạnh về freestyle battle. Cái tư duy của ông ấy cũng rất là đỉnh luôn. Thế là Hiếu cũng nghĩ là Bboy Raw 2 có khả năng rất là cao để đi xa. Chúng ta hiện nay đang có team Kay Trần 6 thành viên, team Trọng Hiếu 3 thành viên, team Bảo Anh 3 thành viên và team Chi Pu 2 thành viên. Đây là top 14 sẽ tham gia bán kết của Street Dance Việt Nam. Hey, đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere.